Miệt Thứ hôm nay, đời sống Miệt Thứ ngày thứ 6 giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 24 tháng 7, check-in thị trấn thứ 11 huyện An Minh tỉnh Kiên Giang. Ghi nhận của Miệt Thứ ngày hôm nay, từ sáng các tình nguyện viên huyện An Minh đã chia sẻ tại khu vực chợ cá, lượng người đến mua thực phẩm tươi sống và nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày có gia tăng đột biến so với các ngày trước. Điều này theo Miệt Thứ cũng dễ hiểu, bởi sau 5 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, bà con ở yên tại nhà không ra đường đã sử dụng phần lớn lương thực thực phẩm dự trữ, tủ lạnh trống không thì buộc phải đi chợ. Đi lấy còn hai trái bưởi. Hai trái bưởi luôn. Hai trái. Các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ cá thứ 11 cũng cho biết, chúng tôi khuyến khích bà con nên mua số lượng rau, củ quả, thịt cá, đồ ăn đến 2-3 ngày. Thực phẩm mà chúng tôi bán cho bà con đều là hàng tươi sống mới lấy về. Nhà nào cũng có tủ lạnh thì không phải lo về việc bảo quản. Điều nữa là tình hình dịch bệnh trên toàn huyện đang diễn biến phức tạp, nên vài ngày đi chợ một lần là hợp tình, hợp lý. Tất cả đều thoải mái và khỏe. Một thông tin khác đáng chú ý của ngày hôm nay là hoạt động kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho việc sản xuất nuôi trồng thủy sản vẫn hoạt động bình thường. Chia sẻ với Miệt Thứ thứ 11, anh Phúc Nguyễn cho biết. Cửa hàng vật tư thủy sản Phúc Điền tại lộ Xuyên Á, khu phố 2, thị trấn thứ 11 của gia đình tôi thì vẫn duy trì hoạt động kinh doanh như mọi ngày. Để tiếp tục phục vụ nhu cầu mua các loại thức ăn, thuốc thủy sản, thuốc cá cho bà con yên tâm sản xuất, canh tác. Thời điểm này thì tất cả chúng ta đều phải nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị số 16, nên có nhiều bất tiện khi di chuyển. Dẫu vậy, cá tôm đang nuôi thì vẫn phải cho ăn. Bà con đến cửa hàng mấy ngày hôm nay chủ yếu là mua thức ăn cho tôm. Nhân viên cửa hàng và bà con đều nhất trí tuân thủ thực hiện các biện pháp 5K, khoảng cách 2m khi giao dịch, tất cả vì sự an toàn là trên hết. Và trong những ngày qua, một lượng lương thực thực phẩm tiếp tế từ người dân đã được chuyển đến các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện nhằm mục đích hỗ trợ cho bà con nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn, bà con đang ở trong khu phong tỏa tại ấp Bần B, xã Thuận Hòa và bà con tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện với mong muốn tiếp thêm tinh thần tích cực giúp bà con vượt qua chiến đấu với đại dịch Covid-19. Chia sẻ với Miệt Thứ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh đã cho biết công tác vận chuyển hàng tiếp tế được thực hiện theo đúng quy định của chỉ thị số 16, được thực hiện trong ngày nhằm mục đích đem đến hàng tiếp tế càng nhanh càng tốt cho bà con cần giúp đỡ. Đơn cử, huyện An Minh đã trao tặng 233 xuất quà cho bà con tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn ngày 23 tháng 7. Chia sẻ với Miệt Thứ, chị Trương Thị Như Ngọc, Bí thư huyện đoàn An Minh đã cho biết huyện đoàn An Minh xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các tập thể đã ủng hộ tiền và quà cho đội tình nguyện huyện An Minh cùng bà con tại các khu phong tỏa tập trung trên địa bàn. Xin cảm ơn cô giáo Diệm, trung học phổ thông An Minh đã hỗ trợ đội tình nguyện 3 triệu đồng nhằm trang bị thêm khẩu trang, nước rửa tay, sát khuẩn, tiền xăng đi lại cho các bạn. Chị Kim Soàn, xã Vân Khánh tặng bánh, khẩu trang, nước suối, nước muối sinh lý, sữa. Chị Xuân Thu đã hỗ trợ mì, bánh, sữa. Chi đoàn khối dân vận đã hỗ trợ 500 ngàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện An Minh vận động 14 thùng mì. Và chi đoàn văn phòng Ủy ban Kho bạc hỗ trợ bánh sữa. Và ngay trong chiều nay, ngày 24 tháng 7, cháu lòng Dương Lệ cũng đã gửi tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn 60 suất cháu lòng. Và cũng trong ngày hôm nay, các tiểu thương tại trung tâm thương mại thị trấn thứ 11 là tiệm vải Tài Lem, tiệm vàng Trần Sụng, Cường TH đã chuyển một lượng hàng lương thực thực phẩm tiếp tế đến các cơ quan chức năng nhằm thực hiện công tác hỗ trợ cho bà con khắc phục khó khăn một cách kịp thời trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn huyện. Chợ cho bà con mùa Covid xíu mày.
Đây. Có nhận đít không? Không đâu. Nhận đít thì tao về vô. Ba nó dụng đít cái bây giờ. Như ấy ai cứu trợ huyện An Minh này, như ấy mùa Covid ý ai. Cái này cho bên thị trấn mấy đưa vô kinh gạch phát cho người ta ly ai. Này đưa qua thị trấn. Chơi. Cửa hông mày mở được không vậy? Cửa hông mở được. Cửa hông đi dọn rồi. Anh xui hàng cứu trợ bà con mùa Covid anh xui ơi.